Thế là được rồi. Giờ nó chưa hư mua làm cái gì? Giật ống ra với cái này thôi xong rồi. Khá chưa đủ nó ra đang quay phim kìa. Nó bị quay thấp xuống chứ quay phim. Thấp xuống quay phim quay ơi. Ngày thắng nó coi em kỳ mà. Chưa hư mà mua gì. Có xài đi đặt nữa đó. Cái gì? Không quá quay quay cũng làm biến nữa. Ủa nó quay ra còn đỡ. Ông mà chơi cái bơm xăng á, đồ có nhiều khi cái đầu nó tuột ra nó thịt tè le. Ông nói mua cái đồ quay nhưng mà trình cái xài optic. Không lắp luôn á. Mà nó bị lắp luôn á. Đồ hàng nó là hàng là hot nó rồi nó canh mệt lắm. Đây. Cái loại mà nằm như dán luôn á. À cái đó thì ngon. Cái đợi giống như tủ qua đây cái gì. Ừ. Cái nha. Hơi rác đầy. Đọc quyền quá đi rác luôn. Mấy đồng. Ồ, không có đồng mấy đồng á. Có bơm luôn chưa? Hay là cho mấy cái có bơm luôn nguyên bộ á luôn. Nguyên bộ luôn. 30 đồng á. Còn cái bộ mà không có bơm, có mấy cái thứ ba anh không á, có mười mấy đồng. Đâu có bơm luôn. Tiện hơn cái này đủ. Thật luôn cái thao tác ông bơm xăng này nọ, ông thấy tập cũng chứ đủ con nổ gì, đủ có vô biên cho con 700 nghìn, đủ có vô biên con 700 chua le, giật hẳn ngay khỏi không có quay gì hết. Đem đi mình thấy lĩnh kỉnh với đủ mát khỏe hơn đem điện, đem biên con 700 nhiều.